Bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ con cười con ngủ chó ngoan, ngọt ngào tiếng ru âu ơi như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tin mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi, mái trăng im lìm nhìn hàng tre ngơ ngác buồn thiu, mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm thêm đêm sống bên mẹ. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ con cười con ngủ chó ngoan, ngọt ngào tiếng ru âu ơi như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ tôi đâu rồi, mái trăng im lìm nhìn hàng tre ngơ ngác buồn thiu, mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm thêm đêm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi.
Hương linh bát mùi giá canh tường bình văn ngọc kệ chỉ ông sơ tâm. Lễ tạ hương linh nhị bát ngã chịu tình ngân vọng lai long tâm phụng tình thần dương tình độ là phan giáo chu đại từ bi phổ tiếp dẫn đạo sĩ gương có 30 thứ tôi mất ngày năm chín năm nguy to tài hưởng độ tinh hoa văn kinh tông to mê độ siêu sanh tịnh độ tương hoa phụng tịnh nam mô nhớ tâm phụng tịnh tí chúc lục dương nam bài ngàn đà sớm phóng tiên tổ tiên nhạc vô ngài đại bi linh cảm ơn quan thế âm bồ tát các đại chứng minh phóng quang tiên độ phục dưỡng linh tánh linh đàn tỳ hưởng vương to tám thứ tôi mặc tình ba văn kinh tam to mi đồ siêu sanh nam mô nhớ tâm phụng tịnh chúng sanh đại bi đại nguyện đại tâm đại từ bổn tổ thà ma ca ta ta đại chứng minh phong quang tiết độ phục viện tỏ tám thứ tuổi ba ngày năm tháng dân năm quý mão lai đạo linh sản tỏ tại hương thân tình vang vang kinh đoạn toàn bế độ siêu sanh tình chi nguyện ô ngô nhiễm vương sở định tam cánh từ bậc đại nụ nhân chi ngũ cánh tiên nhiên dị mạng số nam đào dục kháng nam ca hồn quý kỳ ư đại an hộ sanh na khổ tử cứ lấy đô tỳ mong tóc pháo trầm tề tượng liên đầy sơn chung tự hộ tiên liên to tượng đang phụng ba tuệ nhân tăng chủ thiền tận liên cũng trà trong nhĩ tuần lễ tạ hương linh nhị ba la mật đa tam kinh quang từ đại phù ta hành đậm ba nhà ba la mật đa tời diệu viên cầu hoàng giai văn đề tam đa như vậy ba nhà ba la mật đa cô đăng a đạo đa la tam biểu tam bồ đề cầu di ba nhà ba la mật đa thì đại đăng vô thì đại vĩnh vô thì vô tự vô thì vô đa quý tam bảo quán bồ đề gỗ gan đa đàn gỗ tương đa công đa vô vi tam vi lai nhớ tế hương linh đồng và ma tần tam bà đa hồng đàm mô tô đô bà giang tương đa nga đô 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 ăn đa đô đô ăn đa đô 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 bà ngàn nam mô tô đô bà gia đa đa nga đa 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 đi ta ăn đô 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 giờ đó ông cha chấm tam tân lễ tạ hương linh nhị mới bền tân dài quỳ hưởng linh ơi sống bố Thank you.
quán. Không có con không quen. Thank you.
tiếp lúc tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trân trọng kính mời đại diện cho gia đình. Cụ bà Đặng Thị Ứng, thưa bà con cô bác, họ hàng, bạn bè gần xa, thưa các anh chị cùng các cháu của bà Đặng Thị Ứng, thưa toàn thể quý quan khách có mặt trong ngày hôm nay, tôi tên Nguyễn Thị Đông Hà, là cháu của bà Đặng Thị Ứng, được sự ủy quyền và chấp thuận của cậu Đặng Quốc Đạt. Nay trước linh cữu của bà Đặng Thị Ứng và ngày buồn của gia đình dòng họ, tôi xin được tóm tắt tiểu sử của bà Đặng Thị Ứng. Cụ bà Đặng Thị Ứng sinh năm 1940, quê quán 612, thôn Đồng Mích, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Đức tỉnh, xin lỗi, thành phố Hà Nội. Bà Đặng Thị Ứng là con thứ tư trong gia đình có 5 anh em ở miền quê sân địa tại 612, thôn Đồng Mích, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Khi bà còn là học sinh phổ thông, bà là đội viên đội thiếu niên xã Đồng Tâm và tham gia nhiều hoạt động đoàn đội. Đến năm 1964, bà được nhà nước tuyển vào làm công nhân ươm tơ tại nhà máy ươm tơ Mỹ Đức, Hà Tây. Sau nhiều năm làm việc, bà cùng nhà máy chuyển vào Nam, vào nhà máy ươm tơ Dâu Tằm, Lâm Đồng. Trong thời gian là công nhân kỹ thuật và cán bộ văn phòng của nhà máy, được nhiều lãnh đạo công nhân và nhà máy quý mến và giúp đỡ trong suốt quá trình làm việc, nhận được nhiều bằng khen và khen thưởng. Bà chuyển về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang sinh sống và làm việc dưới sự hỗ trợ của cháu Mỹ là con của chị gái tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bà cũng có gia đình, chị gái của mình là bà Đặng Thị Hằng cùng chồng và các con thường xuyên lui tới chăm sóc và được các cháu xem như người mẹ thứ hai của mình. Cùng với gia đình của chị gái còn có bạn bè hàng xóm láng giềng hết sức yêu thương giúp đỡ, vì vậy bà quyết định an cư lập nghiệp ở đây và xem như quê hương thứ hai của mình. Do hoàn cảnh cuộc sống mặc dù tuổi đã nhiều nhưng bà vẫn chưa lập gia đình và quyết định sống một mình cho tới cuối đời. Trước đây bà có nuôi một cháu gái là cháu Đặng Thanh Hà, đây là con gái của em trai ruột của bà, và bà xem đứa cháu này như là con của mình. Vì vậy cuối đời bà có nguyện vọng và mong muốn về ở với cháu Đặng Thanh Hà, cũng như sống gần em trai mình để cháu Đặng Thanh Hà tiện bề chăm sóc lo con và hương khói sau này. Đáp ứng nguyện vọng của bà, cháu Hà cùng em trai đã của em trai của bà đã sắp xếp và đón bà lên cùng với gia đình. Giờ đây do tuổi đã cao, sức đã yếu, mắc bệnh khi về già, trong lúc ốm đau bệnh tật, anh em con cháu túc trực chăm sóc hết lòng, cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Bà trúc hơi thở cuối cùng. Vào lúc 22:55 ngày 5/9 năm Quý Mão, tức là ngày 19/10/2023 năm dương lịch, hưởng thọ được 84 tuổi. Hôm nay với sự hiện diện đông đủ của anh em con cháu, thay mặt toàn thể xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân đoàn hội, bà con cô bác gần xa đã bất chút thời gian thăm viếng trong lúc tăng gia bối rối, có gì sai sót kính mong bà con cô bác bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn. Bạn dân nghiên cứu cúi đầu dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Và một lần nữa cũng đại diện cho gia đình Tăng Tiến xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý ban ngành, toàn thể quý cụ tại gia đình Tăng Tiến thắp nén tâm nhang cầu chúc vong linh hương hồn của cụ bà cố, cụ bà Đặng Thị Ứng cũng là mẹ là bà của gia đình chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa đại diện cho gia đình Tăng Tiến xin chân thành gửi lời cảm ơn quý thầy, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến chạy hòm Tấn Nghĩa, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh em đội nhà thiếu cũng như an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa trong lúc tổ chức lễ tang không sao tránh được những điều thiếu sót, kính mong toàn thể quý vị niệm tình lượng thứ thay mặt cho gia đình đồng quý đầu bái tạ. Và giờ này đây thắp nén tâm nhang lòng tưởng nhớ bùi bùi xót già lúc tiễn đưa, trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách cũng như các con các cháu mỗi người chúng ta tiến vào bên trong một nén nhang, thắp nén nhang lần cuối cùng để chuẩn bị tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trân trọng kính mời. Cảm ơn những lời phát biểu tri ân của gia đình và sau lời cảm tạ xong thì bây giờ xin mời tất cả chúng ta xây mặt vào trong, xin mời các vị để chúng ta xây mặt vào trong để chúng ta có đôi lời tạ từ những người quá cố. Dạ xin mời tất cả chúng ta đều quỳ xuống hết, quỳ xuống hết. Các anh chị lớn quỳ phía trước, thì các em nhỏ quỳ. Các cháu chết lặng thăng tăng, không thể mẹ đi một con đường mà mẹ sẽ không bao giờ về trở lại ngôi nhà này nữa. Vì vậy từ đây cho đến hết cuộc đời, ngôi nhà này sẽ không còn hình bóng của mẹ, cũng như là sẽ không còn bước chân của mẹ đi ra đi vào trong ngôi nhà này nữa. Mẹ ơi, mấy ngày đó sau lễ nghiêng, sau nắng giận giấy chiều, mẹ ơi còn trời mới rằng sau trời lạnh rồi tới. Mẹ ơi, mẹ đi con đường nào thì các cô, các cháu và báo chú người thân còn trông, còn chờ, còn đợi mẹ gì? Chứ mẹ rẽ lối này rồi là hết đợi, hết chờ, hết trông. Mẹ ơi, nhà của mẹ còn đây nè, hơi ấm mẹ thì cũng còn chứ nơi đây, chứ nơi đây các cô, các cháu được sinh ra và lớn khôn. Quá khứ đẹp không còn nữa, hiện tại thì buồn, buồn đứt ruột. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ là người chiến thắng cứu mong, còn để sự lớn khôn thành dân chi mị, cha mẹ lại dân vợ ngã chồng cho yên bền gia thất. Mẹ ơi, dù các con là ai, dù các con đi đâu, các con cũng không thể nào quên hết con ơn sinh thành thân. Con nhớ, con thương mẹ, cứ biết nhận đến di hạnh và cầu xin đức Phật mười phương. Quỳ trước cổ áo quan của mẹ là các con, các cháu và báo hiếu người thân của mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy nhận cho chúng con và báo với người thân ba lại này, gọi là tạ từ. Các con, các cháu và báo với người thân xin cầu về miền bát nhã, tiếp dẫn hương lên mẹ về miền cội Phật. Còn lại thứ hai này thân, chích mạnh khăn tăng cắm trên đầu, xin phép mẹ được làm lễ báo hiếu chư tăng. Con ơn sanh thành, con ơn nếu mà nợ trước kia, các cô, các cháu và bao nhiêu người thân của mẹ có làm cho mẹ buồn, mẹ giận thì trong giây phút ngắn ngủi sau cuộc đời, xin mẹ hãy sống lòng tha thứ, nhẹ nhàng thân thản và nhiều. Còn lại thứ ba này, lại thứ ba này là ngàn thu dịch biệt. Giờ là kể từ ngày mấy này, các cô, các cháu và bao nhiêu người thân sẽ không còn được nghe mẹ nói, mẹ cười. Và kể từ nay cho đến hết cuộc đời, mẹ ơi, nếu mà có kiếp sau đi nữa, các con, các cháu vẫn là con, là cháu của mẹ, và bao nhiêu người thân cũng sẽ là người thân của mẹ.
cho trộm kiếm tiền đi xa. Nắng mới nghiêu sau nắng dội xấy sau trời đành dội tối. Các cô, các cháu và báo với người thân quỳ trước cổ áo quan của mẹ, xin cúi đầu tiễn biệt. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Ngài A Di Đà Phật. Tâm Đức Phật, Phật Đức Tâm, xin Đức Phật. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị quan khách đưa tiễn cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng, xong chúng ta quay về tại gia đình Tam Quyến để dùng bữa cơm thân mật với gia đình, để gia đình bày tỏ lòng tri ân cùng đến toàn thể quý vị quan khách. Một lần nữa xin trân trọng và cảm ơn. Xin phép gia đình tiến hành vào trong trang nghiêm trước cửa hóa quan để làm lễ tán quan và chi quan tòa linh cụ tám an và mừng đặc quyền A Di Đà Phật. Và kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa quý ông bà cô bác, và về đây trước sân hành lễ trang nghiêm trước cửa hóa quan là các anh em đồng của cơ sở mai táng trại hồn tín nghĩa. Xin phép gia đình được làm lễ bái quan và chi quan tòa lên tổ tá an còn một là ông A Di Đà Phật.
bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng hối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng hối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng hối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai.
lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dì dào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ, lời ru mát má bên như sao diêu giật dơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không có an thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng nhan đứng lặng để nghe, lời ru sao xuyên núi đồi suối rừng dặm tre. Sóng ven Thái Bình một lòng nuôi nâng vỗ về những ngày còn thơ, một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mòi, khắc ghi bên lòng con trẻ muốn lòng thơ ấu của anh gì khi thức chân đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chót đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời.
thần đời mong đi đó bờ đổ nghiến đê đó bờ đó đó đà bà đà bồ đà đà gần gì ở đi mơ bờ bờ đà sa mi đà bờ đà đầu du vòng ở đây dân đà bờ đà 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 bờ bờ dạ mà vòng đà chuyển mong đồ 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 giờ đà đi mang ngã giờ đà đi đà 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 đi 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 đà bờ đà 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 bờ 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 đà bồng đê lê gai gì gai đà 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 bờ đà đà lời bờ đà bờ giờ nghĩ đà 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 giờ đà bờ đà bờ đà ma ê đà đà giờ đà bờ đà 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 anh gì bờ đà 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 bờ đà 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 bồ a đi đà bờ đà nghĩ đà tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn. Còn nữa
cho con vui sướng, nụ cười hôn